Trào lưu chuyền lon nhôm dậy sóng mạng xã hội, thu hút đông đảo người trẻ. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các trào lưu mới mẻ đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Không chỉ hấp dẫn về hình thức, các trend khiến netizen mê đắm còn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng. Từ No Straw Challenge kêu gọi không sử dụng ống hút bằng nhựa mà thay vào đó là ống hút tre, ống hút inox, No Plastic Bag kêu gọi sử dụng túi gói, túi giấy thay cho túi ni lông, cho tới Challenge for Change hay còn gọi là thử thách dọn rác nhằm kêu gọi mọi người dọn dẹp sạch môi trường xung quanh. Nếu năm 2020 vắng bóng những thử thách môi trường khi câu chuyện dịch bệnh đã chiếm tâm điểm của mạng xã hội, các trào lưu môi trường đã trở lại trong năm 2021, mở màn với thử thách chuyền lon nhôm nằm trong khuôn khổ chiến dịch nối tiếp vòng lon nhôm đáp tiếng lòng trái đất, được tổ chức bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự hợp tác của công ty trách nhiệm hữu hạn lon nước giải khát BTC Bond Việt Nam. Từ mạng xã hội, thử thách chuyền lon nhôm lan tỏa những thông điệp tích cực tới cuộc đời thực, giúp cộng đồng hiểu hơn về vai trò và lợi ích của việc lựa chọn tái chế lon nhôm. Mở đầu bằng một đoạn video ngắn cùng những câu chuyện những chiếc lon nhôm với vòng đời hàng năm, hàng nghìn năm, nối tiếp vòng lon nhôm đáp tiếng lòng trái đất với sự góp mặt của Hoa hậu Hennie và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải đã tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội gần đây. Chỉ kéo dài gần 2 phút, thước phim ngắn với thông điệp mạnh mẽ về việc tăng cường sử dụng và tái chế lon nhôm, bảo vệ môi trường đã chạm tới người xem khi khơi lại những khoảng trời ký ức với nhiều người trẻ. Lon nhôm bạn uống hôm nay có thể là lon nhôm đã được sử dụng cách đây 100 năm và cũng có thể là lon nhôm ai đó sẽ uống sau 1.000 năm và xa hơn nữa. Lon nhôm đã qua sử dụng có thể tái chế thành lon nhôm mới trong vòng 60 ngày, tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín. Một lon nhôm tái chế vô hạn, truyền tay vô tận vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Hưởng ứng nhiệt tình trước thử thách vui nhộn và đầy ý nghĩa, nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội Facebook cũng đã kịp hòa mình vào thử thách chuyền lon nhôm khi liên tục đăng tải video tham gia thử thách. Những video sáng tạo thú vị đã thực sự tạo nên chuỗi hoạt động tiếp nối. Khi ghép các video này với nhau, chúng ta sẽ có một dãy video đón bắt chuyền lon nhôm độc đáo. Khi nhìn lại thành quả và những câu chuyện tích cực được lan tỏa từ thử thách chuyền lon nhôm, ta đã nhận ra rằng, dù ở trên không gian ảo, những giá trị thật vẫn có thể được gửi gắm tới toàn xã hội, cộng hưởng để tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường và cuộc sống mỗi người Việt. Khác với những hoạt động thúc đẩy việc giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, chuyền lon nhôm nói riêng và chiến dịch nối tiếp vòng lon nhôm đáp tiếng lòng trái đất nói chung, nhắc nhở cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng sản phẩm nhôm dễ tái chế, thay thế cho những sản phẩm không thân thiện với môi trường khác. Nếu còn xa lạ với lon nhôm, thì đây là những điều bạn cần biết về khả năng diệu kỳ của nó. Lon nhôm có khả năng tái chế không giới hạn. 75% lượng nhôm được sản xuất từ năm 1886 vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Bạn chỉ cần 60 ngày để tái chế một lon nhôm đã qua sử dụng thành một lon nhôm mới. Với những điểm vượt trội như vậy, việc lựa chọn tiêu dùng và tái chế lon nhôm là một trong những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Trong hành trình sống xanh đó, sự đồng hành và chung sức của các bạn trẻ đã giúp thông điệp có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn. Từ một thử thách đơn giản trên mạng xã hội với các đoạn video chuyền lon, bắt lon được chính người dùng tạo ra, chuyền lon nhôm đã tạo ra được những giá trị trong cuộc sống thực khi chúng ta hiểu hơn về tính thân thiện của lon nhôm với môi trường và việc sử dụng lon nhôm chính là cách mỗi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Thông qua hành trình của một chiếc lon nhôm từ quá khứ tới tương lai, đoạn video đã gửi gắm thông điệp về lợi ích của lon nhôm và những giá trị bền vững qua năm tháng tác động lên cuộc sống của con người và môi trường sống xung quanh. Lời kêu gọi tham gia thử thách và tinh thần bảo vệ môi trường của hai đại sứ không chỉ có tác động tích cực đến bạn trẻ mà còn thúc đẩy sự chung tay hành động của cả cộng đồng. Hưởng ứng theo lời kêu gọi đó, không chỉ các bạn trẻ yêu thích lối sống xanh nhiệt tình tham gia mà cả các fanpage, các cộng đồng cùng chung mối quan tâm đến môi trường cũng tích cực hỗ trợ và chung tay lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình đến nhiều người hơn. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người đối với các thử thách liên quan tới môi trường đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của cả cộng đồng. Với riêng chuyền lon nhôm, chương trình đã một lần nữa khẳng định giá trị của lon nhôm, gương mặt vàng trong làng tái chế bởi những khả năng tái chế không giới hạn của chúng. Có thể nói, trào lưu như chuyền lon nhôm đã giúp giải quyết bài toán bảo vệ môi trường, tăng tính thực tiễn với các hoạt động bảo vệ môi trường. Với tính ứng dụng cao và dễ triển khai, chuyền lon nhôm tiếp cận đến với đông đảo người dân, giúp làm đầy kiến thức của người tham gia xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường.